chuyện gì mà nhắn người ta ra đây liền vậy? Mai là nhắn ra liền đó, giờ này mới tới. Có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Gấp sao không gấp. Chuyện gì mà gấp? Chuyện... Còn tiền không? Cho mượn chút đỉnh coi. Chuyện gấp là chuyện này đó hả? Chứ còn chuyện gì nữa? Trời đất. Nhưng anh cần tiền để làm gì? Con Duyên á, sắp theo cậu Tùng lên Sài Gòn chữa trị đôi mắt, nên tôi cần chút đỉnh tiền để đưa cho cậu Tùng làm lộ phí vậy mà. Anh mới biết cậu Tùng chưa đầy một tháng mà anh đã dám giao em gái mình cho người sao? Tại vì tôi thấy cậu Tùng cũng tốt, nhưng cái chính á là con Duyên kìa. Con Duyên làm sao? Từ lúc nó biết cậu Tùng rời khỏi nơi đây, nó buồn dữ lắm, nó khóc hoài ha. Tôi thấy đứt ruột quá nên định ngỏ lời với cậu Tùng, nhưng cũng may á là cậu ấy mở miệng trước, tôi bằng lòng liền. Bây giờ anh cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Thôi được rồi, để tôi coi tôi còn bao nhiêu thì tôi đưa anh bấy nhiêu. 10.000, 12, 17, 22, 25, 28, 32. Rồi, còn đúng 32.000, anh cầm hết đi. Trời đất, có 32.000 thôi sao? Anh cũng thấy đó, có bao nhiêu thì tôi móc hết bấy nhiêu rồi. Đâu có còn có sót lại đồng nào không? Không có, hết rồi. Thôi cũng được, có còn hơn không. Đưa đây, tôi về nha. Gì? Lấy tiền rồi về liền hả? Ít hôm nữa con Duyên nó đi rồi, tôi muốn ở bên cạnh nó trong những ngày này. Lúc nào cũng con Duyên, con Duyên. Còn tôi nè, mấy người đâu có thèm ngó ngàng tới làm gì. Gấm, tôi thương gấm thế nào thì gấm cũng biết rồi. Thương? Sao mấy năm nay không chịu tính tới? Gấm cũng thấy đó, tôi còn phải lo cho con Duyên nữa. Duyên? Duyên nữa à? Chuyện đó để từ từ đi mà. Từ từ là đến bao giờ? Tôi quen biết với anh á cũng đã mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ á không có nhân nhị gì nữa. Hồi sáng này á, tía tôi đã nói gần nói xa rồi đó. Ủa, tía cô gắm nói gì? Tía tôi nói á, mày với thằng Kim quen biết nhau cũng đã 6 năm mà rồi, sao không chịu tính cho xong mà hay là đợi tới đầu bạc răng long mới chịu tính tới cái chuyện vợ chồng mà. Tía em nói gì mà nghe lâu dữ vậy, ai mà để tới răng long đầu bạc. Trời nhủ lòng thương xót, phù hộ cho con Duyên hết mù, cho đôi mắt nó có ánh sáng, thì tôi sẽ tính tới liền, không chần chờ gì thêm nữa. Còn nếu như không xong, làm sao mà không xong. Con gái có thì thăm thoát là hết tuổi xuân, mà anh cứ nếu như thế kia rồi tiếp tục nếu như thế này. Gắm mà mình là anh là chị thì mình phải có chút bổn phận. Tôi cũng nghĩ như anh, nên mấy năm qua không hề than một lời.
năm dài, tôi biết ơn gấm nhiều lắm. Gấm đã hết lòng lo cho tôi và cả em tôi nữa. Cái công ơn này tôi sẽ khắc ghi mãi mãi. Cần anh cậy người tới nói chuyện với tía tôi một tiếng. Nè, nán thêm một thời gian nữa nghe gấm. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng còn tía tôi kìa, ổng hối dữ lắm. Ổng nói nếu mà anh không cậy người tới nói chuyện, ổng gả tôi cho anh bưởi trên sóng rẫy rồi. Vậy sao? Ừ. Thôi, được rồi. Khi nào con Duyên nó theo cậu Tùng lên Sài Gòn thì tôi sẽ cậy người qua nói chuyện với tía của gấm liền. Ờ, nói khéo khéo nghe, ổng giận trong bụng dữ lắm à. Được rồi mà.